tư vấn kết nối yêu thương. Thì Thanh thấy anh chị khoe là có nhà có cửa là chủ cả, mà khi nói chuyện với Ngọc Thị xong á thì không chịu gửi hình ảnh giấy tờ gì hết, rồi lại không có đồng ý trả phí như vậy. Thì Thanh nghĩ là các anh chị lên đây để tìm một cái gì, một cái tình cảm chân thật để đi đến một cái hôn nhân, hay là lên đây để mà có cái tính cách lợi dụng, tìm hiểu để mà dựa dẫm? Tại sao mình khoe khoang mình là chủ cả mà nói có 200 ngàn là anh chị lại không có đồng ý, là Thanh cũng không hiểu. Thì em gái Ngọc Tỷ tư vấn là cái cuộc sống của em đã nghĩ là tư vấn để mà giúp đỡ cho các anh chị lên cái chương trình này. Các anh chị cũng biết rồi, chương trình của Thanh là người thật việc thật. Khi mà kết nối với nhau á là cái gì cũng phải thật hết, đi tìm một cái hạnh phúc cho mình chứ không phải lên đây để dựa dẫm và lừa gạt lẫn nhau. Thì những cái thành phần mà lừa gạt thì Thanh đã loại bỏ. Trong cái thời gian mà Thanh làm một năm á thì Thanh bỏ công sức ra rất là nhiều, Thanh cũng không có lấy chi phí gì của ai hết. Thì nhiều anh chị lợi dụng cái đồng tốt của Thanh đó, Thanh cho số con rất là nhiều rồi tìm hiểu. Khi mà kết nối được với nhau thì không trả lời cho Thanh biết, rồi ăn ở chung sống với nhau, rồi qua lại với nhau. Khi mà không được rồi cái lại quay ngược về Thanh xin số khác. Thì Thanh cho rất là nhiều số, mà Thanh thử nghĩ lại, ủa sao mà tình trạng mà mình đi kiếm một người mà mình cứ xin số này hết người này đến người nọ, thì Thanh biết được là cái đó cũng chỉ qua là lợi dụng lẫn nhau mà không có thật tâm để mà đi lên một kết nối để tìm cho mình một cái hạnh phúc của cái cuộc đời còn lại của mình. Thì những cái thành phần đó là Thanh đã loại bỏ ra khỏi chương trình. Thì Thanh cũng biết rất là có nhiều người trong cái chương trình của Thanh vì một cái số tiền nhỏ như vậy mà lại nói này nói nọ, rồi Thanh không cho số con thì lại đi qua những cái kênh khác kết nối để lại xin tiếp tục. Thì Thanh đánh giá mấy anh chị rất là thấp, Thanh nói thật luôn, Thanh biết ai hết trơn á, chứ không phải là không biết đâu. Nhưng mà đừng có để Thanh đưa lên chương trình, đừng có nói nặng nhẹ những cái gì đó mình đã dờ dã người ta mà mình còn không biết cảm ơn, mà còn đi ngược lại nói những cái lời không có tốt đẹp. Cái chương trình của Thanh á là Thanh không có lợi nhuận gì trong này hết, anh chỉ làm bằng cái tâm. Thanh đã nhắc tới vấn đề là Thanh thấy anh chị khoe là có nhà có cửa là chủ cả. Như vậy có nghĩa rằng là rõ ràng là làm tiền người ta, cho nên mới chú ý tới vấn đề đó. Chứ còn kết nối yêu thương á, là chủ cả với khoe gì đó, là người ta chỉ muốn khoe là để người ta lên người ta kết nối thôi. Đúng không? Rồi nghe chủ cả với nghe có nhà có cửa, đúng không? Là muốn làm tiền, đúng không? Đúng không? Cho nên là Thanh mới ủng hộ cho Ngọc Thủy là làm tiền người ta. Nhưng khi lên trên kênh á, mà thông báo á, là Ngọc Thủy sẽ thay mặt á, để mà tư vấn kết nối á, để giúp đỡ cho Thanh á. Mà giúp đỡ cho Thanh đây á, là giúp đỡ cho Thanh để Thanh có khách hàng, Thanh có video để Thanh kiếm tiền YouTube. Thì cái người giúp đỡ Thanh, Thanh phải trả tiền, chứ không phải là moi tiền móc túi của khách hàng. Còn khách hàng người ta không lên kết nối, người ta đi kết nối chỗ khác, đơn giản vậy thôi. Còn người ta thấy là Thanh đã nói trên đó là không làm, không lấy tiền của ai hết á, không? Nhưng mà không có giống với cái cách làm của Uyên Huỳnh. Vì Uyên Huỳnh nó thông báo á, là nó bắt đầu á, là nó vào thành viên. Nó thông báo mà mọi người muốn đăng ký là phải vào thành viên, là phải đóng tiền. Nó thông báo trước cả mấy tháng rồi, thông báo trước mấy tháng rồi mà ngày nào nó cũng lên nó thông báo ở trên các video mà. Đó thì tất nhiên là khi nó thu tiền là mọi người đã đồng lòng hết rồi. Còn chỉ có những ai là đã biết, đọc qua rồi, đã biết cái kênh đó, người ta thông báo mấy tháng rồi,
là người ta sẽ không làm miễn phí mà người ta bắt đầu người ta thu tiền. Đúng không? Đó, thì như vậy á, là có thu phí, có thu tiền mà vào thành viên. Phải vào thành viên thì mới được những ưu đãi. Và người ta được ưu đãi rõ ràng, còn không đóng tiền thì không có được ưu đãi. Là đơn giản như vậy. Thì cái đó người ta thông báo mấy tháng rồi người ta mới bắt đầu người ta làm, thì người ta không có sai. Người ta không có, hoàn toàn người ta không có sai. Chỉ có những người kia là đã biết nhưng mà còn đi trách, còn đi nói kênh Uyên Huỳnh là thu tiền 50 đô một người với thu phí để kết nối. Muốn kết nối với ai thì đóng thêm phí. Đằng này á, là kênh của Thanh á, là đưa cái người lên tư vấn, không có nói trước với mọi người khách hàng là cái người tư vấn đó sẽ lấy tiền công tư vấn là bao nhiêu. Không hề nói trước. Rồi kín đáo âm thầm đằng sau lưng, khi mọi người nghe rằng là kênh Thanh Thanh làm miễn phí, không có thu tiền của ai, không lấy tiền của ai hết, làm giúp mọi người thôi ha, thì người ta mới, cũng chính kênh Thanh Thanh là giới thiệu qua cho Ngọc Thủy tư vấn. Thì Ngọc Thủy móc túi tiền của khách hàng nhưng mà không có thông báo trước. Móc túi tiền của khách hàng mà không có thông báo với họ trước, để họ lường sức, để họ lên họ chơi. Đó. Cái thứ hai nữa là không phải khách hàng người ta tiết tiền mà người ta không lên đó đâu, mặc dù người ta là chủ cả hoặc là người ta có nhà có cửa. Nhưng mà cái đó là giống như là đi mua vé số á. Giống như đi mua vé số đi cầu mai, chứ chưa chắc lên đó là kết nối được đâu. Mà Việt Kiều mà lên trên kênh của Thanh á, nó không có giống Việt Kiều xỉn, Việt Kiều sang mà có tiền mà lên trên kênh của Uyên Huỳnh. Mà Việt Kiều lên kênh của sang với Thanh á, là Việt Kiều dỏm, Việt Kiều quá đáp, Việt Kiều hết tiền. Đó, còn Việt Kiều có tiền thì ngồi tính toán kỹ lưỡng, tính toán câu câu mâu từng ly từng tí, kỳ bo. Cho nên là tính toán quá, cho nên là chỉ có tìm những người giàu thôi, còn những nữ mà nghèo là người ta không ngó tới. Cho nên là cái kênh của Sang của Thanh là những Việt Kiều lên đó là gì? Không phải Việt Kiều đi tìm vợ, không phải đi tìm tình yêu, mà là đi tính toán, đi tìm những cái người mà để mà bánh ít đi bánh quy lại, có qua có lại với nhau cho toại lòng nhau, chứ không phải là tình yêu. Không, cái kênh của Thanh Thanh với Sang là không có kết nối tình yêu, không có kết nối yêu thương, không có yêu thương nào trong này hết, chỉ có tính toán tiền bạc, tính toán vụ lợi nhau thôi. Kênh của Thanh có ai mà kết nối mà thành công đâu. Kênh của Uyên Huỳnh người ta cưới nhau hà rầm á, là vì người ta là những Việt Kiều đàng hoàng. Kênh của Uyên Huỳnh rất nhiều Việt Kiều đàng hoàng, Việt Kiều tìm yêu thương thật sự. Không có giống như Việt Kiều ở trên kênh của Thanh đâu. Việt Kiều trên kênh của Thanh lèo tèo mà lại còn Việt Kiều lôm côm. Kênh của Thanh với Sang đâu có so được với kênh Uyên Huỳnh. Kênh Uyên Huỳnh đã làm đến nỗi mà rất là đông rồi, rất nhiều miễn phí rồi, miễn phí từ 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi. Thì bắt đầu Uyên Huỳnh nó thấy là đông quá, nhiều quá rồi, nó phải thuê một cộng tác viên, thuê một số cộng tác viên. Thì như vậy thì bắt đầu Uyên Huỳnh nó phải thu phí để nó trả lương. Đó. Mà khi thu phí thì Uyên Huỳnh nó thông báo trước rất nhiều tháng, để ai đồng tình với cái vấn đề đó thì lên đăng ký. Ai không đồng tình về cái chuyện tiền bạc thì họ không cần phải lên nữa. Chứ không phải như kênh của Thanh là gạt người ta, lừa người ta, không thông báo trước là chị phải trả tiền phí tư vấn rồi chị mới được quen với tôi. Còn người ta đi thẳng quen với Thanh
thì người ta không trả tiền tư vấn vậy thôi, để người ta biết, để người ta lọ mọ, người ta đi ra, người ta hỏi IT, người ta nhờ những cái người mà giỏi IT ở chung quanh đó đó, người ta sẽ giúp đỡ để trực tiếp gặp thẳng với Thanh, không thông qua con Ngọc Thủy tư vấn. Đằng này Thanh với lại Ngọc Thủy không hề thông báo trước với người ta là có thu phí hay không. Cái này là lừa đảo rõ ràng, lừa gạt người ta rõ ràng. Còn bên kênh Nguyên Huỳnh là nó thông báo rất nhiều lần, rất nhiều tháng đó, mà để bất cứ ai mà đồng tình ủng hộ vấn đề đó thì hãy đăng ký lên kênh, đóng tiền đăng ký lên kênh. Ai không đồng tình với vấn đề đóng tiền đó thì miễn đăng ký, tìm kênh miễn phí khác để mà đăng ký. Là người ta có nói trước, chị thích thì chị lên, chị không muốn đóng tiền thì chị không lên. Là đơn giản như vậy. Thấy rõ ràng hai cái khác nhau không? Cho nên đâu có thể mà moi móc để mà nói xấu kênh của Uyên Huỳnh được. Vì Uyên Huỳnh nó làm rất là chuẩn, rất là chuyên nghiệp. Còn Sang với Thanh là gì? Tập tành làm, dốt, đụng sai đâu sửa đó, nhưng mà cũng không thèm sửa luôn, biết sai không thèm sửa luôn, càng ngày càng sai nữa đó. Thêm nữa đó là cái kênh của Sang và Thanh đó, khi mà người ta đã bỏ phí 200.000 cho Ngọc Thủy, người ta lên để người ta phỏng vấn, người ta được phỏng vấn để người ta được đúng, làm đúng cái yêu cầu là người ta muốn kết nối với ai thì lo kết nối cho người ta đi. Đằng này á là phỏng vấn mà đi sỉ nhục người ta, rồi nói người ta chọn lựa sai lầm, rồi không chọn đúng, rồi không xứng với cái người mà mình đang muốn kết nối. Cái đó là tầm bậy. Đã lấy tiền của người ta rồi thì người ta có là cái gì không xứng hay gì đó là chuyện của người ta. Mình thu phí rồi mình phải lo kết nối cho người ta đúng theo yêu cầu, giống như Uyên Huỳnh nó làm vậy đó. Tôi không cần biết chị là cái gì, chị nói láo gì đó thì để khán giả người ta vạch mặt chị. Còn chủ kênh là không cần vạch mặt, chủ kênh đã nhận của người ta rồi là phải cho người ta kết nối. Trừ khi mà kết nối rồi cái người kia người ta mới báo cáo rằng cái người này kết nối chỉ muốn gạt tiền thôi, hỏi mượn tiền, than thở xin tiền hoặc gì đó, hoặc mà muốn những cái chuyện tầm bậy xét xít gì đó, thì lúc đó Uyên Huỳnh mới là không cho kết nối với người khác lần nữa, không cho kết nối với bất cứ ai. Có nghĩa là cái người kia phải làm sai thì người ta mới ngăn chặn không kết nối nữa. Con đằng này là kênh của Sang và Thanh rất là tào lao, nhận tiền xong rồi nói người ta là chọn lựa sai lầm mà không thèm kết nối cho người ta. Thấy không? Mà người ta đóng tiền chưa chắc gì người ta đã được kết nối, thì đó là cầu may mà mua vé số còn rẻ hơn để chờ trúng số nữa. À, mua vé số còn rẻ hơn là mua cái vé vô để phỏng vấn lên bị sỉ nhục, bị làm nhục, bị chê bai, bị bác cái quyền tước đoạt đi cái quyền mà kết nối của người ta. Mà giá 200.000 mà không được gì hết. Thấy không? Rất là tầm bậy. Cái đó là lừa đảo đó. Thay vì phải nói cho người ta biết trước, thông báo là Ngọc Thủy tư vấn sẽ thu phí. Đằng này người ta không biết, qua mặt người ta, qua mặt khách hàng. Thấy chưa? Còn phải nói trước vài tháng là có thu phí bởi tư vấn thu, chứ không phải thành Thanh không thể trả công cho Ngọc Thủy giúp cho Thanh. Thấy không? Chứ Ngọc Thủy đâu có giúp được cho ai đâu. Đâu có giúp gì được cho người ta đâu mà thu phí. Mà thu 200 ngàn xong rồi là người ta lên, người ta bị Sang với Thanh đạp xuống, chà đạp người ta. Thì lấy 200 ngàn đó để làm cái gì? Để múa mép à? Hả? Tiền nước miếng à? Đúng không? Tiền thì giờ bốc máy với lại nước miếng à, chứ tư vấn cái gì cho người ta? Đâu phải là người ta trả phí mà người ta lên người ta được kết nối đâu. Thấy không? Mà nó giúp cho Thanh
Có nghĩa là nó đã giúp cho Thanh thì Thanh phải trả tiền công cho nó. Đằng này nó không giúp gì được cho khách hàng hết mà nó lấy tiền làm gì? Thấy chưa? Giúp gì được cho ai đâu mà lấy tiền làm gì? Mà nếu mà thông báo cho người ta sớm giống như Uyên Huỳnh nó làm rất là chuyên nghiệp, thông báo nhiều tháng, video nào cũng lên thông báo hết rồi mới bắt đầu làm, vài tháng sau mới bắt đầu làm, thì lúc đó người đồng ý, đồng tình với cái chuyện đó người ta sẽ đăng ký. Người không đồng tình người ta sẽ không đăng ký, đơn giản vậy thôi. Người ta có quyền lựa chọn. Còn đằng này mình qua mặt người ta, Ngọc Thủy với Sang qua mặt người ta. Thanh nói Thanh làm có tâm hả? Có tâm cái gì mà có tâm? Thứ nhất là làm mà không có chuyên nghiệp, thấy không? Thứ hai là nói không có chuẩn, không có đâu vào đâu hết, thấy không? Thứ ba là đi kết nối mà đạp người ta ra. Vậy thì kết nối làm cái gì, thấy không? Rồi lo ngồi lo tính toán là người ta phải có này có kia thì mới có thể xứng đôi với người bên nọ. Cái đó là phải là kết nối yêu thương, kết nối cho vụ lợi chứ không phải kết nối yêu thương. Cái tâm ở đâu hả? Tâm này là gì? Tâm thần á, tâm thần á chứ tâm gì?